Chào tất cả anh em nhé. Thì video này mình sẽ chơi con game Tom and Jerry Chase. Đây là phiên bản quốc tế. À, phiên bản châu Á chứ. Phiên bản Asia. Thì đây là giao diện tạo nhân vật nhé. Mình sẽ chọn nhân vật Jerry vào game. Game mới phát hành bản Asia thôi. Ngày 28 ấy, mình không nhớ đâu. Mình tải trên tab, còn nữa không biết trên Google Play có không. Thì như Google Play chắc không có đâu. Vì đây mới là bản của châu Á thôi. Chưa chắc đã có khu vực Việt Nam cơ. Game này là một game mang tính giải trí nhẹ nhàng thôi, không có đua đòi hay là lấy cuốc gì cả. Rất là đáng yêu, vui nhộn. Giờ là cưỡi robot này. Hiện đại quá. Rất hay anh em ạ. Anh em nào mà cảm giác mà chán mấy game cày cuốc PK rồi đấy,
đổi gió chơi game này rất là vui, thư giãn. Dính bẫy rồi. Đánh nó hết máu bắt đầu mới bắt được nó nha. Game này là một game của NetEd Game, có thể chơi online nhé anh em nhé. Nhân vật Jerry trông rất là đáng yêu nhé, anh em thấy có đúng không? Mấy con chuột này rất đáng yêu, khác hẳn với mấy con chuột ở ngoài đời nhìn trông nhìn đã thấy ghê rồi. Đây, còn mặc cả trang phục khác nhau được này. Nghĩa là sẽ có kiểu dạng Dead by Daylight đấy. Welcome to Tom and Jerry Chase. Ô sao không lấy được nhỉ? Anh em nào mà chơi Dead by Daylight rồi thì sẽ thấy cái tính năng game này tương tự thôi. Mình sẽ làm
Jerry hoặc là làm tôm. Làm Jerry thì sẽ chạy đi tìm kiếm những cái format này, đồ ăn này. Còn làm tôm thì anh em sẽ đi bắt những cái con Jerry. Trông rất là đáng yêu nhé. Chết mẹ rồi, dính vẫy rồi. Xong rồi. Anh em ơi cứu. Help me. Cứu tôi. Chạy. Nó đuổi kìa. Đây là đúng kiểu đố anh bắt được em đấy. Lối ra nó chỗ nào ta? À, ở dưới kia. A teammate has been caught. Vỡ rồi. Game nó kiểu dạng game Dead by Daylight đấy anh em ạ. Một là mình làm tôm, hai là sẽ làm Jerry. Một game thì sẽ có 4 người chơi. Một người làm tôm và 4 người làm Jerry. Làm tôm thì sẽ đi bắt tất cả 4 con Jerry lại và giết. Còn làm Jerry thì sẽ đi kiếm format và tìm lối ra, tìm lối thoát. Tương tự Dead by Daylight thôi. Thank you.
chưa? Vâng ạ. Nếu anh em nào mà đã chơi con game Dead by Daylight rồi thì thấy game này sẽ tương tự thôi. Nhưng mà game này chơi nó tính giải trí hơn nhiều. Game Dead by Daylight đấy chơi, một là cái góc nhìn của nó hơi là khó chịu, góc nhìn thứ nhất. Hai là cái đồ họa và cái đồ họa và cái tính cái gọi là gì nhỉ, cái động tác các thứ nó có gì đấy, nó hơi máu me, nó hơi bạo lực một tí. Còn game này thì hoàn toàn rất là vui nhộn, giải trí cao. Welcome to Tom and Jerry Chase. Ăn nhiều khỏe nên là được cái chạy nhanh. Ôi dồi. Nhảy cũng cao luôn. Đố anh bắt được em. Đúng kiểu đố anh bắt được em đấy. Nhìn mẹ sau kia lắm format đấy nhỉ. Tổ sư, thằng kia nó ra nó canh luôn kìa. Anh em ra đùn hổ tay nào. Nặng quá. Mẹ mỗi cục qua mát nặng quá. Mỗi cục qua mát nặng quá. Đùn bác được. Ok. Sao?
Game chơi vui vãi chưởng. Bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ. Khẩu tống format này. Ô kìa. Cửa nó tận đây cơ mà thằng kia. Mẹ nó bỏ giữa chợ giữa đường này. Nào đùn hộ cái nặng quá. Thì đó mỗi miếng của mát hai con chuột đùn. Ăn đi. Game vãi đái thật. Game này cần làm cái con tôm có vẻ hơi khó nhỉ. Này khó bắt quá. Ban đổ 6 giờ. Vừa đi qua đây bảo mà. Nào anh em xuống đùn hộ cái nào. Tổ nó đùn mãi đâu được thì. Mỗi cái cục format. À, lối ra đâu. À đây rồi. Cầm bát đũa lém đi cho vỡ cửa đi. Sắp vỡ rồi, cố lên anh em ơi. Sắp vỡ rồi, vỡ. Thịt vẽ chơi con chuột dễ. Trên tôm này hơi khó. Thực sự là game này chơi nó toàn màn hình này nên Jerry chạy khá là dễ. Vậy thôi, về cái con game Tom and Jerry chơi này nó chỉ có vậy thôi. Mình sẽ tạm dừng video này ở đây. Và hẹn anh em trong các video tiếp theo.
Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào mà thích chơi thì tải về, có thể ép vào đen chơi chung. Còn giờ bye bye anh em nha. Hẹn anh em trong các video sau.